Nội dung có trong video: 1. Sơ lược về cầu muối. 2. Làm cầu muối agar-agar. 3. Làm cầu muối giấy. 4. Ngoài lề, cầu kim loại. 1. Sơ lược về cầu muối. Cầu muối là một thiết bị dùng trong các tế bào điện hóa, pin điện hóa, để duy trì sự cân bằng điện tích giữa hai nửa tế bào. Các ion dương Xn cộng sẽ đi vào ngăn chứa cathode, các ion âm Im trừ sẽ đi vào ngăn chứa anode. Cơ chế hoạt động của cầu muối tôi sẽ đề cập trong video pin điện hóa, pin Galvani. Loại muối trong cầu muối thường là các chất trung tính, không phản ứng với các chất trong tế bào điện hóa. Chúng phải có độ tan tốt, điện ly hoàn toàn và tính linh động cao. Đáp ứng tốt các yêu cầu trên có các muối KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3, v.v. Nồng độ của dung dịch muối trong cầu muối cần đủ lớn hơn hoặc bằng 1 mol trên lít để đảm bảo tính dẫn điện hiệu quả, nhưng không quá cao để gây ra hiện tượng kết tủa hoặc tác động xấu đến phản ứng trong tế bào. Nếu có thể, chúng ta nên để ở mức bão hòa. Có hai loại cầu muối thường gặp, đó là cầu thủy tinh hình chữ U chứa dung dịch muối được gieo hóa bằng agar-agar và cầu giấy lọc được tẩm dung dịch muối. Độ dài và đường kính của cầu muối ảnh hưởng đến điện trở của cầu. Nếu cầu muối quá dài hoặc có đường kính quá nhỏ, điện trở sẽ tăng, làm giảm dòng điện. 2. Làm cầu muối agar-agar. Cần một ống thủy tinh chữ U. Hoặc ống nhựa PVC trong. Dùng nhiệt để uốn cong ống PVC. Hơ nóng nhẹ để ống mềm ra. Kéo giãn mặt cong ngoài ống PVC. Ta đã có ống PVC chữ U trong tay. ml nước cất. g muối KCl. Bạn có thể dùng với lượng KCl thấp hơn hoặc cao hơn, miễn là nồng độ KCl nằm trong khoảng từ 1 mol trên lít đến 4 mol trên lít. g bột agar-agar. Các bạn có thể dùng bột làm thạch khác hoặc bột gelatin để thay thế. Tiến hành đun sôi hỗn hợp. Thỉnh thoảng khuấy đều hỗn hợp lên. Sau khi hỗn hợp sôi khoảng 5 phút thì chúng ta sẽ ngừng đun. Chuyển hỗn hợp vào ống thủy tinh và ống PVC khi còn đang nóng. We'll be right back.
30 phút sau, các cầu muối agar agar đã đông lại. Kiểm tra hoạt động của cầu muối. Cầu thủy tinh hoạt động tốt. Cầu PVC hoạt động tốt. 3. Làm cầu muối giấy. Nước cất. Trước hết thử với một lượng nhỏ KCl. Giấy lọc. Bạn có thể dùng loại khác. Nhúng giấy vào dung dịch KCl. Khoảng 0,7V. Thêm KCl để tăng nồng độ dung dịch. Giấy lọc. Khoảng 1,1V. Chắc các bạn đã biết lý do tại sao cầu muối thường chứa dung dịch muối bão hòa. Bốn, ngoài lề, cầu kim loại. Theo các bạn, nếu thay cầu muối bằng cầu kim loại, thì pin có hoạt động không? Hãy bấm nút stop trước khi xem đáp án. Dây đồng. Khoảng 1V. Như vậy, thay cầu muối bằng cầu kim loại thì pin vẫn hoạt động. Cơ chế hoạt động của cầu kim loại lúc này khác với cầu muối lúc trước. Tại anode 1, xảy ra quá trình oxy hóa kẽm. Kẽm nhường 2 electron tạo ra kẽm 2 cộng. Thanh kẽm bị hòa tan dần, electron từ anode 1 chuyển sang cathode 1. Tại cathode 1, xảy ra quá trình khử đồng 2 cộng trong dung dịch. Đồng 2 cộng nhận 2 electron tạo ra đồng kim loại. Đồng sinh ra sẽ bám vào thanh đồng, làm khối lượng thanh đồng tăng lên. Tại anode 2, xảy ra quá trình oxy hóa đồng. Đồng nhường 2 electron tạo ra đồng 2 cộng. Đầu dây đồng bị hòa tan dần, electron từ anode 2 chuyển sang cathode 2. Tại cathode 2, xảy ra quá trình khử kẽm 2 cộng trong dung dịch. Kẽm 2 cộng nhận 2 electron tạo ra kẽm kim loại. Kẽm sinh ra sẽ bám vào đầu dây đồng, làm khối lượng đầu dây đồng tăng lên. Chúng ta nhận thấy, nếu thay cầu muối bằng cầu kim loại, thì một tế bào pin đã chuyển thành hai tế bào pin mắc nối tiếp với nhau. Hy vọng video có ích cho các bạn.